Xin chào anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà đất quận 12, chuyên bán nhà và đất ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em Phúc đang có mặt tại trục đường 9TX25 để giới thiệu với anh chị một căn nhà nằm trong khu đồng bộ rất là đẹp và an ninh. Đường trước nhà của chúng ta có chiều ngang là 7m, hai xe ô tô né nhau. Và bây giờ Phúc sẽ vào bên trong để giới thiệu chi tiết căn nhà cho quý anh chị xem. Căn nhà của chúng ta có sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ. Diện tích căn nhà chiều ngang là 12m và chiều sâu vô là 5m. Được chủ chào bán với giá là 4.600.000.000. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa sẽ bớt lọc cho chúng ta. Căn nhà của chúng ta nằm trong khu dân cư đồng bộ, rất là an ninh. Đường trước căn nhà của chúng ta có chiều ngang là 2 xe ô tô đậu nhau. Và từ góc nhìn trên cao này chúng ta có thể thấy trục đường 9TX25. Đường trừ trục đường 9TX25 dẫn vào căn nhà của chúng ta toàn bộ là đường nhựa và có chiều ngang là 2 xe ô tô. Một vị trí khá là đẹp. Phía trước chúng ta là trục đường 9TX25. Mà quay về hướng này là chúng ta đi khoảng 100m là tới Ủy ban phường Thạnh Xuân, chợ Thạnh Xuân, trường cao đẳng điện lực, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, siêu thị Bách Hóa Xanh đầy đủ. Và theo hướng ngược lại, chúng ta sẽ ra đường Lê Văn Khương về tới Ủy ban quận 12. Và bây giờ Phúc sẽ tiến vào bên trong để quay chi tiết căn nhà cho quý anh chị xem. Phía đây là bước vào là phòng khách với tông màu trắng xám, rất là sáng và sang trọng. Phía trên là hệ thống đèn led và trần thạch cao. Và tiến về phía bên phải là hệ thống cầu thang thông lên tầng 1. Và phía sau là nhà bếp và nhà vệ sinh, rất là rộng và thoáng. Cầu thang thì được lót đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ căm xe và kính cường lực 10 ly. Phía dưới chân cầu thang chúng ta có một cái toilet. Và đây là hệ thống tủ bếp được làm bằng gỗ căm xe. Hai bên tường thì cũng được dán gạch cao lên khoảng 1,5m, rất là sạch sẽ. Phía trên cũng được gia chủ lót hệ thống đèn chùm. Phúc xin nhắc lại, căn nhà của chúng ta có diện tích chiều ngang là 12m và chiều sâu vô 5m. Pháp lý là sổ hồng riêng và được thiết kế với công năng sử dụng là một phòng khách, một phòng bếp, 5 nhà vệ sinh, 4 phòng ngủ. Và được chủ chào bán với giá là 4.600.000.000. Giá này chủ nói cũng sẽ bớt lọc và sẽ bớt cho quý anh chị thiện chí. Và đây là tầng 1, có phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau. Mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng và đầy đủ các công năng lavabo, bồn cầu khói, kính và vòi tắm hoa sen. Phòng ngủ bên đây thì chúng ta có một phía ban công ở phía trước, có chiều ngang đưa ra là 1m và chiều dài là khoảng 3m. Căn nhà của chúng ta nằm trong khu dân cư đồng bộ, 2 tấm, rất là đẹp. Đây là phía những căn nhà hàng xóm của chúng ta. Và con đường trước nhà chúng ta là đường nhựa, có chiều ngang là 2 xe ô tô né nhau. Và từ vị trí căn nhà cách trục đường 9TX25 khoảng hơn 100m xíu là chúng ta ra tới trục đường 9TX25. Đây là bây giờ chúng ta sẽ tiến qua phòng ngủ thứ hai của lầu 1. Mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng. Cửa thì mỗi phòng ngủ được chủ thiết kế với gỗ căm xe. Phía trên là trần thạch cao và đèn led. Và bây giờ Phúc sẽ đi nhanh lên lầu 2. Cái chỗ cầu thang này có một miếng kính lấy sáng rất là tốt nha quý anh chị, nhà rất là sáng. Đây là lầu 2, cũng có hai phòng ngủ phía trước và phía sau. Và đây là phòng ngủ thứ 3. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc mình để tới xem trực tiếp vị trí căn nhà. Và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc về giá. Đây là phòng nhà vệ sinh của phòng ngủ thứ 3. Cũng đầy đủ các công năng lavabo, bồn cầu và tắm hoa sen. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến về phòng ngủ thứ 4, phòng ngủ cuối cùng của căn nhà. Hiện tại thì bên Phúc còn rất là nhiều nhà và đất, do không có thời gian đi quay nên quý anh chị cần mua nhà hay mua đất thì có thể điện thoại cho Phúc và nói cái yêu cầu của mình muốn mua nhà hay mua đất như thế nào. Phúc sẽ tìm và gửi sản phẩm cho quý anh chị tham khảo.
phía trước chúng ta có một ban công nha, chiều ngang qua là khoảng 4 mét và chiều đưa ra là 1 mét, rất là rộng. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ căn nhà ra tới trục đường chính tiết 25. Hiện tại thì bên Phúc còn rất là nhiều nhà và đất, do chưa có thời gian quay kịp up lên cho quý anh chị xem. Nếu quý anh chị muốn mua nhà hoặc đất ở quận 12 thì cứ mạnh dạn alo cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình và nói ra yêu cầu mà mình muốn mua nhà hay đất như thế nào. Phúc sẽ cố gắng tìm để gửi những sản phẩm cho quý anh chị tham khảo. Và phía trước chúng ta là trục đường chính TX 25, rất là gần với căn nhà của chúng ta. Phía vẹo bên phải là chúng ta sẽ đi về Lê Văn Khương, Ủy ban quận 12 và Gò Vấp. Và theo hướng ngược lại, đi khoảng 100 m là chúng ta sẽ tới Ủy ban phường Thạnh Xuân, chợ Thạnh Xuân, trường Cao đẳng Điện lực và về Bình Dương, về thành phố Thủ Đức, về Gò Vấp. Rất là gần. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.